mình giới thiệu với các bạn các loại giò lăn trong diện trần các bạn này. Thì bao giờ những cái cây nhỏ nhỏ như này ấy, là thầy Châu của thầy cũng thiết kế là có hai đầu, một đầu lăn này, một đầu giò này. Thế thì mình sẽ sử dụng như nào? Thì mình hướng dẫn bốn cái cây thông dụng nhất cho các bạn biết này. Hai cái cây đầu nhựa này, đấy, đầu giò sừng trụ này, giò sừng cầu sừng này, dùng để thì chữa cho những người hàn, những người sợ lạnh. Còn cái đồng và cái đinh này để chữa cho những người mà nóng, những người huyết áp cao hoặc là những người đang sốt. Thế thì mình chữa như thế nào? Mình dùng cái cây lăn này các bạn này. Các bạn có thể dùng lăn khắp mặt như này. Đấy, để nó làm mát khắp mặt như này, làm cho khí huyết lưu thông, da rẻ hồng hào, hoặc lăn xung quanh mắt như này để chữa bọng mắt này. Hoặc là các cháu bị cận thị, những người bị nhức mỏi mắt này, thì chúng ta lăn xung quanh mắt như này. Có khoảng 10 vòng, sau đó chúng ta đổi sang bên kia 10 vòng, mỗi bên khoảng 30 lượt như vậy. Hoặc lăn khắp mặt như vậy khoảng 5 đến 10 phút. Đó. Thì các bạn có thể sử dụng cái lăn đinh này hoặc lăn đồng thì nó mát hơn. Đó, mát hơn để hạ sốt, hạ huyết áp. Còn những cây lăn sừng này là cho những người huyết áp thấp thì cũng dùng cái này lăn khắp mặt. Đó, tức là cái cây sừng này, cái nhựa này gọi là dương, cái đồng, cái đinh này, những cái đồ làm mát gọi là âm. Đó, đó là cách sử dụng cái cây này. Rồi đến tiếp theo, đến cách sử dụng cái cây giò này. Thì các bạn cầm cái giò như cầm bút này. Sau đó các bạn tì ngón út, ngón áp út lên mặt da. Các bạn gạch một đường dài khoảng 1,5 đến 2 cm. Hơi đau nhé các bạn nhá, hơi lõm trên mặt da. Đến cái điểm nào mà cảm thấy nó khác thường nhất, nó đau nhất, nó tê nhất, nó buốt nhất, nó cộm nhất, điểm này đau hơn này, thì các bạn sẽ ấn này, 1, 2, 3, ấn nhúng tay vào, đấy là cách ấn thứ nhất. Tiếp theo các bạn dò tìm gạch, thấy cái điểm này đau này, bất thường này, các bạn sẽ ấn chậm giữ khoảng 30 giây, nhấc ra thì cái điểm này nó hơi lõm. Tiếp theo các bạn lại gạch sang bên cạnh, thấy cái điểm này nó đau nhất này, nó cộm lên này, thì các bạn ấn nhanh một cái dứt khoát. Thì các bạn có thể chọn một trong ba cách ấn như thế. Sau đó các bạn tiếp tục, các bạn tìm tiếp này, tìm tiếp, thế chỗ này nó đau, thì các bạn không chọn cách ấn nữa, các bạn có thể day, rung rung các đầu ngón tay này, quệt quệt trên mặt da. Thì cách day này nhẹ hơn ba cách ấn. Đó, day rung rung nhẹ nhẹ như này. Đó, thì các bạn day như này, nhẹ như này có thể khoảng 30 tiếng đếm. Sau đó một ngày các bạn day khoảng 3 đến 4 lần như thế này, đúng không ạ? Thì bây giờ mình chưa biết huyệt nó là cái gì, mình chỉ cầm cái này mình gió khắp mặt, cứ thấy chỗ nào đau thì các bạn chọn một trong ba cách ấn, xong chọn cái cách dày đó tác động vào thì để tự cơ thể mình nó điều chỉnh, làm cho khí huyết lưu thông, làm cho tỉnh táo, làm cho da đẹp. Đó, và cái cách nữa các bạn dùng cái giò này, các bạn có thể gạch khắp mặt thế này, gạch nhẹ nhàng khắp mặt để làm gì, để cho làm đẹp da này. Có những học viên của mình hướng dẫn gạch như này, cái vết nám và vết tàn nhang nó bay hết. Đó, da rẻ nó hồng hào và dần dần các bạn sẽ thấy da của các bạn đẹp hơn. Chúc các bạn thành công.